15.000 đô mà nhân với 2 nó sẽ bằng bao nhiêu? 300 triệu. 300 triệu một tháng. Một con số rất là lớn. Nhưng mình nghĩ đây cũng chỉ là cái kênh YouTube mà nghề tay trái của bạn ấy thôi, chắc là chỉ là đam mê mà thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Mình đã đọc được một số comment của các bạn gửi về cho mình là: bạn ơi, anh hãy review cái số tiền mà anh khá bảnh anh ấy kiếm được trên YouTube đi. Ok, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá là số tiền của cái bạn khá bảnh bạn ý kiếm được trên YouTube là như thế nào nhá. Mình cũng xin nói trước là các thông tin mà mình tìm kiếm này dựa trên một website rất là uy tín của nước ngoài. Thì tất cả các YouTuber trên thế giới đều được xác định thông tin kiếm tiền YouTube thông qua cái trang web như thế này. Do vậy mà các bạn có thể tìm kiếm thoải mái. Chứ mình không nói sai sự thật và mình cũng không gọi là tiết lộ các cái doanh thu của các bạn. Vì tất cả các thông tin như này đều được cái trang web này thống kê một cách hoàn toàn miễn phí và công khai đó. Còn vấn đề về thuế thu nhập ấy, thì chắc chắn là sau này các bạn ý sẽ phải đọc thuế thu nhập thôi. Tại vì các bạn rút tiền qua ngân hàng, các bạn rút tiền từ nước ngoài về thì các bạn sẽ bị ngân hàng người ta thống kê danh sách và người ta sẽ gửi lên chi cục thuế thôi. Các bạn không thể trốn tránh được. Mình sẽ gõ thông tin về bạn khá bảnh ra. Khá bảnh đúng không? Đây, khá bảnh này. Ok. Ui. Thật là bất ngờ các bạn ạ. Khi tôi search từ khóa là khá bảnh ra đây thì đã có khoảng 5.770.000 kết quả trả về trong vòng 0,29 giây. Chưa đến 1 giây thôi mà có tới hơn 5 triệu kết quả. Một con số cực kỳ cao. Thông tin được trả về thì có cả trên kênh YouTube này. Rồi các trang cá nhân này, Facebook cũng có này, đó đúng không? Rồi là báo cũng ghi này, Dân Trí này, đúng không? Dân Trí có ghi này, là cục cảnh sát giao thông phạt nguội nhóm khá bảnh chạy hàng chụp ảnh trên gì đây? Khá bảnh nhận giấy mời của cảnh sát giao thông đến giải quyết vi phạm dừng đỗ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dùng cái trang web của nước ngoài rất là uy tín để đánh giá nhé. So, đây rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đánh từ khá bảnh ra nhé. Khá bảnh đúng không? Bảnh. Ok. Rất là hot đấy, bạn này bạn đi các báo đưa tin hết rồi. Đây, khá bảnh đúng không? Khá bảnh. Gồm có 393 video đã up lên này. Gồm có 1.729.000 người ấn đăng ký. Và tổng số view của kênh là 349 triệu view. Wow, rất là cao. Wow, rất là nhiều các cái YouTuber khác này. Khá bảnh này, cái này 14 thôi. Đây là fake. Wow, cái này cũng cao này. Cái này là 1.6 triệu. À vâng, đây là tổng view thôi. Không biết subscribe bao nhiêu. Wow, rất là nhiều người mạo danh này, đúng không? Và cuối cùng đây là chắc là cái kênh chính các bạn ý. Khá bảnh. Khá bảnh. Sao chữ H ở đây viết hoa nhỉ? Chữ H ở đây viết hoa này. Rồi chúng ta sẽ vào nhá. Mở liên kết chúng ta sẽ vào. Ok. Đúng rồi, các bạn nhìn ở đây này, 394 video upload đây, rất là khủng đấy. 394 là khủng đấy. Subscribe 1.7 triệu đây. Được chưa? Tổng video là tổng view của cái kênh này nó là 349, sắp sửa 350 triệu view rồi. Quốc gia Việt Nam nhá. Đây video mới nhất đăng lên này. Các bạn nhận đệ Khánh Sky này. Đúng không? Rank đây là rank, đây là xếp hạng A trừ rồi đấy. Đúng không? Rồi. Thu nhập ước tính đây là 15k. Tới cho 252k. Thì chắc là tầm khoảng 15k thôi. Cái này nó là doanh, cái này là số ảo thôi. Không phải thật. Tại vì view Việt Nam thì chắc chỉ ở tầm thấp nhất thôi. Chúng ta kéo xuống này. Đúng không? Chúng ta kéo xuống. Bò trung bình một ngày là bạn khá bảnh bạn đấy thu về được khoảng tầm 500 đô một ngày đó. Còn doanh thu tháng trước của bạn ấy đây rơi vào tầm khoảng 15.000 đô. Wow, 15.000 đô mà cao hơn cả Tam Mao đúng không ạ? 15.000 đô. Tại vì sao? Tại vì bạn ấy rất là chịu khó ra video đúng không? 15.000 đô mà nhân với 2 nó sẽ bằng bao nhiêu? 300 triệu. 300 triệu một tháng. Một con số rất là lớn. Nhưng mình nghĩ đây cũng chỉ là cái kênh YouTube mà nghề tay trái của bạn ấy thôi, chắc là chỉ là đam mê mà thôi.
Có thể là bạn ấy kinh doanh một số cái mặt hàng khác chứ không phải là duy nhất là kiếm tiền trên YouTube này đâu. Đó. Rất là khủng luôn. Đúng không? 15.000 đô một tháng, 15.000 đô một tháng là 300 triệu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần like subscribe này, tức là cái hiện chỉ số người ta ấn subscribe cho kênh bạn ý theo thời gian thực, tức là từ từng giây một, từng phút rồi đấy. Đây. Đây là cái phần xem cái đồ thị thống kê số người subscribe 24 trên giờ. Đó, đấy, đấy. Ui, đồ thị lên này. Đồ thị lên này. Ui, đồ thị lên này, thấy chưa? Cứ trung bình khoảng tầm khoảng 1 giây hay 2 giây lại có một người subscribe. Vừa rồi là thống kê số tiền mà YouTuber khá bảnh đã kiếm được trên YouTube. Nếu các bạn mà cảm thấy các bạn cần mình review về các nhân vật khác làm kênh YouTube khác kiếm tiền như thế nào thì các bạn chỉ comment phía dưới. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn có thể subscribe ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhé. Bye bye.